Sáng 20 tháng 1 năm 2022, tổng kết công tác y tế năm 2021, Bộ Y tế cho biết vừa qua ca mắc COVID-19 tăng nhanh do biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh, đột ngột, gây quá tải hệ thống y tế. Đến nay, dịch cơ bản đã được kiểm soát. So với tháng cao điểm vào tháng 8, tháng 9 năm 2021, số ca tử vong đã giảm nhưng vẫn ở mức gần 200 ca một ngày. Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của dịch, ca tử vong do COVID-19 tăng cao, một số chỉ tiêu y tế không đạt. Trong đó, chỉ tiêu về tuổi thọ trung bình hiện ở mức 73,7 tuổi, không đạt so với chỉ tiêu là 73,8 tuổi. Bộ Y tế cũng đánh giá một số hạn chế trong điều trị COVID-19, như một số địa phương quản lý F0 chưa sát với hướng dẫn, còn tình trạng F0 chưa được can thiệp kịp thời, sử dụng thuốc điều trị tại nhà chưa đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, như dùng thuốc chống đông, kháng viêm quá sớm. Bên cạnh đó, trong 2 năm chống dịch, nhân viên y tế mệt mỏi do liên tục làm việc trong môi trường áp lực cao, đối diện nguy cơ lây nhiễm cao, bị sang chấn tâm lý, quá tải công việc nên đã có hàng ngàn người xin nghỉ, thôi việc, gia tăng nguy cơ thiếu nhân lực. Năm 2022, Chính phủ giao Bộ Y tế đạt chỉ tiêu 3,03 dược sĩ đại học trên 10.000 dân, 15 điều dưỡng trên 10.000 dân, 9,4 bác sĩ trên 10.000 dân, 29,5 giường bệnh trên 10.000 dân, tuổi thọ trung bình đạt 73,8. Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thành phố Hồ Chí Minh từng là tâm dịch lớn nhất, khó nhất của cả nước trong năm 2021, hiện đã là vùng xanh. Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm ngăn chặn, đẩy lùi dịch. Từ kinh nghiệm chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh cần tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine để an toàn mở cửa. Thiếu vaccine, Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm. Có vaccine nhưng không tiêm được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm.